Trời ơi, gặp tướng Vĩ mừng quá. Dạ chị. Bởi vì mình nghe hôm hổng có chị Sương á, dạ, ở Tây Ninh á. Dạ. Mình nghe nó cũng trùng hợp mà. Được rồi chị, giờ cho em hỏi cơ bản chút xíu nè. Nếu mà trùng nhau đó thì là chị là vai vế như thế nào với chị Sương đó? À, mình bên cho em, anh Dũng rồi tới mình. À, chung là chung khó ta là anh Dũng rồi tới mình. Anh Dũng là sao là chị Sương kể á, là một trai một gái. à, vậy có anh Dũng luôn hả? Có anh Dũng còn cho đây luôn, anh Dũng có luôn. Rồi ba có phải tên Muôn không? Đúng luôn. Ủa trời, vậy thì đúng rồi chứ còn gì nữa mà, Có 50 gì ba nữa. luôn, mà hồi đó là ba cũng đi lính ở đó luôn, ở quận 4. Kho 18. Không 18 luôn, người đó là cô Huệ. Trời ơi, vậy thì Nhưng đúng rồi chứ mà còn gì bây giờ nữa. hồi lúc ba tỉnh á, ba nói, nhưng mà bây giờ ba bị bệnh rồi. Nói chung À, là ba bị thần kinh rồi. Hồi mà hồi còn ấy là ba có nói phải không? rồi rồi vậy cho em nói cái cơ bản nè, là vào khoảng năm 1969 á thì ba chị là lái xe ở kho 18 và có quen biết với cô Huệ và có sinh ra chị Sương năm 1969. Và trước đây á, thì là nhà ba của chị là hình như ở đâu, ở đường rầy xe lửa hay gì đó. Mà trong gia đình á, thì là có một người vợ trước và có hai người con. Một người con tên là Dũng và một người nữa là không biết tên. Thì vậy là đúng rồi chứ gì nữa. Ba chị tên Muôn đúng không? Đúng rồi, Trời ơi, vậy còn còn 50 gì 78 tuổi nữa? vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh. Nay 78 tuổi Trời vẫn còn khỏe mạnh, ơi, mừng quá. cho nên mình nôn quá chừng luôn trời. Dạ, trời ơi, trời, Mình mừng nôn quá chứ biết trời. sao không, nếu như á mình để nói, mình nói tiếng Việt nghe, nếu như mình biết á mà mình không nói thì mình áy náy trong lòng lắm, cho nên là mình muốn, nếu mà đúng như vậy thì mình nhận ra đúng không, chứ để người ta trông đợi mà mình nói thì mình lại làm thinh. Đúng rồi, cái gì Ờ, nữa? chứ mình không có nghĩ là mình nhận ra để gì tiền bạc hay là gì, Trời ơi, đó là cái ai giọt máu mà... để mình, đúng rồi. Ai mà nghĩ gì đâu, và hơn nữa là chị biết đó là cái người đủ có cha có mẹ thì mình cảm thấy rằng là bình thường, nhưng mà cái Đúng người mà thiếu cha thiếu mẹ người ta rồi, khao khát lắm. Ừ. đúng rồi, mình biết cảm nhận đó mà, cho nên mình rất là ấy, nếu mà có vậy thì tốt, Dạ rất là mừng. mừng quá, trời ơi Đúng trời. rồi, cảm ơn chú chỉ nhiều nha. Trời ơi con mình ơi, nó nhắn tin, nó nói để con nhắn tin cho chú có được không, sao lâu Dạ quá. vậy thì anh Dũng ở gần đó không? Dạ, để con nhỏ cháu nó kêu nó lại nè. À vậy đó hả Rồi chị. mình nghe lên mình nói trời đất ơi, sao cái giống trường hợp mình dữ vậy ta. mà Dạ mà mà cái kênh đó là 529 đúng không? đúng, 529. Đúng rồi, mình theo dõi, mình coi hoài luôn á, Dạ xem chị. lại hoài. Ừ, vậy bây giờ gia đình mình ở đâu vậy? Nhà mình ở Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, À quan huyện Cần Giuộc. à vậy hả. Còn chị Sương á, thì sau đó đó là gia đình dời lên vùng kinh tế mới ở trên Tây Ninh, cho nên là ba có tìm nhưng mà tìm không ra. À, nghe hàng xóm nói là ba về đó tìm nhưng mà cũng cách một thời gian đâu cả hàng chục năm thì gia đình của chị Sương mới về lại ở dưới Sài Gòn, cho nên là không không có liên lạc được với ba chị á. À, có Nhà chị mình có ngày xưa em. là hồi xưa là ở Sa Cảng miền Tây, ba lính ngụy mà. Lính Việt Nam Cộng Hòa. Qua con Hòa, đúng rồi, ba hồi xưa là vậy. Sau đó thì mình nói chung là mình nghe nó cũng, mình nếu mà được như vậy thì mừng, có Mừng thêm 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 của. ha. Dạ rồi, vậy bây giờ thế này nè, là em kết nối cho chị nói chuyện với chị Sương nha, chị Sương đang ngồi chờ á, tội nghiệp lắm. Để lúc hai chút xíu nè, anh hai lại tới nè, anh Dũng lại tới nói chuyện, anh lại tới nè, Dạ xíu đi. à À, lại thì anh lại tới, À thì bây giờ cứ nói chuyện trước đi, khi nào anh Dũng lại anh tới nói chuyện thì trước cũng được. tính. Ừ, dạ, rồi vậy nha chị, rồi em gọi cho chị Sương nha. Rồi đi. Dạ. Dạ rồi. Dạ, Xin em chào chào. Dạ, em chào anh Dũng, anh là anh Dũng ha. dạ tôi là Dũng. Dạ. Rồi thưa anh Dũng, là em nghe tin rồi em cũng rất là vui. Ừ. Em xin giới thiệu với chị Sương, trước màn hình chúng ta là anh Dũng, thì cũng đang nghi ngờ là anh Dũng đây là con của ba Muôn, Không thì nếu mua nếu mà đúng á, thì là đây là anh của chị. gì à, để mình nói tiếng Vĩ nghe. Hồi xưa trước năm khoảng 67 68 á, gia đình sống ở Sa Cảng miền Tây, Sa Cảng miền Tây, khu ga Nghĩa Địa đối diện Sa Cảng miền Tây á, thì ba đi lính 6 năm. Ba đi 3 năm đầu là đi cảnh sát địa chiến Đồ Trắng, rồi 3 năm sau mới chuyển qua cục cảnh sát.
nhưng mà mặc đồ đằng đi. Thời gian ba đóng quân ở quận 3 thì mẹ kể lại có nhiêu đó thôi chứ không biết gì nữa hết. Giờ thì ba mất trí lâu rồi, ba mẹ vẫn còn khỏe nhưng mà ba không nhớ gì hết, khỏi ba không biết. Thì vừa rồi thấy Tướng Vĩ đăng như vậy đó, rồi tôi có nhắn tin cho Tướng Vĩ rồi gọi còn không được, cái tin Rồi. mà Vũng Hồ á, Dạ, không vậy biết. rồi. Dạ em xin lỗi, em xin lỗi. Vậy là bởi vì em tiếp nhận bên cái thông tin của cháu, tức là của cháu của anh rồi, thì em liên hệ một bên thôi. Rồi bây giờ đó thì chị Sương chào anh Dũng và hỏi thăm coi đây có phải là anh của chị không. Dạ anh Dũng, ba của anh tên gì anh Dũng cho em hỏi. Hồ Văn Muôn, Hồ Văn Muôn hả? Anh Dũng. còn tôi thì Hồ Minh Dũng. Hồ Minh Dũng. Còn lúc mà bác Muôn lấy mẹ em á, là lúc đó là bác Muôn lấy xe. Cái đó thì không biết, tại vì theo lời mẹ kể, mẹ còn sống á, thì từ khoảng năm sáu bảy sáu tám là cha đi lính thôi, mà đi cảnh sát ở đô thành Sài Gòn chứ không có ra chui ra ngoài ngoại ô. 3 năm đầu á là đi cảnh sát đầu trắng, 3 năm sau á là đi cảnh sát giải chiến rằng đi đóng quân ở nội thành là khu vực quận 3. Còn ba có lái xe hay không thì không biết. Còn cái này là bác Muôn là lái xe ở này, anh ở đâu anh ơi, nhà anh ở đâu á? Bây giờ là ngày xưa, Năm ngày xưa á, ngày ngày xưa lúc xưa chưa. ở khu phố An Lạc, nó là khu An Diễn Địa đối diện bến xe miền Tây cũ á, bây giờ vẫn còn khu đó, khu An Diễn Địa Bến xe miền Tây là thuộc gì, quận Bình gần Chánh. trong chợ lớn, trong chợ À đúng lớn rồi, hay? nó nằm thuộc về quê xã An Lạc, huyện Bình Chánh. Còn cái này nhà em nghe má em kể lại với mấy người ở xóm lớn tuổi á, là kể nhà ở Thủ Đức, ở đường gần đường gầy xe lửa Thì mà. cái đó là tôi không biết sao nhưng mà thật sự là không đúng. Nếu mà nói ở đó thì địa chỉ không đúng, với lại ba làm tài xế thì cũng không đúng luôn, tại vì ba đi lính. Nhà nhà anh mấy anh em? Thời điểm đó tới năm 75 mà giải phóng là được ba anh em, tôi trai với hai đứa con gái, hai đứa em gái. Vậy còn cái này mà má lớn của em có hai người con trai thôi, Tôi không có biết nữa, tại vì mẹ còn sống thì mẹ kể y vậy đó. Cha thì rồi. cha còn khỏe, cha bảy mấy rồi nhưng mà cha không nhớ vậy, ổng bị thần kinh nay 30 năm rồi, lúc tỉnh lúc mê mà không nhớ. Thành ra cái lúc tôi có xem Tướng Vĩ đăng á, tôi cũng mừng thầm, tôi cũng nhắn tin Tướng Vĩ là trường hợp này không biết đúng hay là không, nhưng mà mình chỉ xác định được 50 thôi, tại vì được trùng tên là Tướng Vĩ. Dạ Còn em cái hỏi chuyện kia thì không biết. dạ anh Dũng cho em hỏi cơ bản chút xíu là trước đó đó thì anh có nghe phong phanh là ba có một người vợ nhỏ nào không? Theo mẹ xác định là ba rất là nhiều người mèo mỡ ngoài đường á chứ không có dắt về. Có một lần mẹ nói là có một cái người phụ nữ đó nhỏ con đi tới nhà tìm mẹ, nhưng mà nói tới tới nhà tìm ông Muôn, thì mẹ ăn sao mẹ đi lên mẹ nói là anh Muôn đi vắng rồi, đi chút ảnh về rồi chị tìm, rồi cái gì đó đi luôn, cũng tích luôn. Còn bạn bè của ba nói thì ba rất là mèo mỡ ngoài đồng nhiều lắm, không biết là người nào, mẹ xác định là có. Cái thông tin mà ở bến xe miền Tây ở xa cảng rồi thì em nghe lạ quá, tự Dạ nhiên đúng rồi. hồi đó em có nghe má em kể với mấy người chị của cùng cùng mẹ với em á, kể là nhà ở Thủ Đức ở gần đường gầy xe lửa Thì mà ông già ngày xưa là tôi tài xế xe ở kho 18. biết, tôi bằng mẹ đây, tôi mẹ đây. Thì đó giờ cái đó chuyện của người lớn thì tôi không biết, tại vì tôi thấy thông tin như vậy rồi tôi cũng không biết làm sao. Rồi tôi nói thật sự mà nói đó nghe, Tướng Vĩ đăng 2 bữa thì tôi nghe Ngọc Sương nói còn anh em ở quận tư, tôi với thằng em rể này nè lên quận tư đi tìm luôn. Tôi đưa cái tấm hình của cô á vô cái chùa Linh Bửu Tự, vô tới chùa Đúng. luôn, đi là đi hy vọng thôi, đi uống cà phê thử thôi. Hai anh em đi từ 7 giờ sáng tới 12 giờ mới về đây, vô hết luôn, hỏi không ai biết thân nhân gia đình gì hết trơn á, tại vì tôi lấy cái Em hình của đi. cô á. Nhà em ở chùa Linh Bửu Tự tới năm 76 rồi gia đình đi đi kinh tế mới, tới bây giờ tới năm 90 thì nhà còn ông anh ở bên hẻm 243. Bây giờ còn
Anh ở ở hẻm 243. Thì trước giải phóng thì đến năm 75 là bà già sanh nhỏ em thứ tư là bắt đầu đi kinh tế mới, đi ra ngoài cũng nghỉ ở tới luôn á. Rồi Trước mắt giờ giờ á, ba ba anh không nhớ gì hết hả? Ba anh còn mà không nhớ gì hết hả? nói chung là một hai chuyện gần gần thôi chứ còn chuyện xưa không nhớ. Nhiều khi nói xin lỗi cô đừng có buồn, nhiều khi chuyện ai nói chuyện gì đó con Huệ đó chứ ai, ông nói vậy đó. Nhiều khi ông nói gì kho 18 19 gì ông nói đại đại, mình có đâu biết cái gì đâu, tại thân bị thần kinh mà mình đâu có biết cái nguồn gốc nó thế nào, rồi gia đình chỉ nghe rồi bỏ qua thôi chứ không biết ông nói cái gì. À. Như thông tin có người anh tên Dũng thì cũng chính xác, nhưng mà Dạ. cái địa chỉ ở ở nhà ở ba bến xe miền Tây thì nó lạ quá, từ nào giờ em không nghe, em chỉ Nhưng nghe mà là xin lỗi cô với lại Tuấn Dĩ, mấy đàn ông dạ có vợ có ông nào khai địa chỉ nhà mình thiệt đâu. dạ Nói thiệt, nếu tôi có vợ tôi cũng nói nhà tôi đó nữa, tôi cũng khai tên từng bảy à. rồi Có đúng không rồi coi cô, có đúng không Tuấn Dĩ? chắc vậy. rồi từ nào giờ Không có ai nói nhà mình thẳng đâu, nói nhà thẳng người ta tìm tìm tôi quýnh ngang sao. Rồi từ Thì nào giờ ý mình ba nói anh chuyện vậy có nói, thôi. từ nào giờ ba anh có kể là bà ba anh có con rơi ở ngoài đường Không được không 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 có nói, không có nói tới con rơi con gì hết, nhưng mà má biết, tại vì bạn bè đi lính của ba ngày xưa nói ổng có vợ nhỏ vợ to ở ngoài nhiều lắm mà con cái thì không có nghe, có một hai người đi tìm luôn nhưng mà vô tình là tìm gặp mẹ không, rồi ta họ chờ không được, ta đi về rồi không thấy tìm nữa. Em cũng nghe nói là có một lần mà má em á dắt em tới nhà kiếm kiếm bắt muôn luôn. Vậy là chị, cô có tới nhà luôn hả? Nhưng lúc đó em còn nhỏ em không nhớ gì đâu, thì em chỉ nghe người lớn nói lại thôi. Ba thì vô đây, đây này, nhỏ em thứ ba tôi là tôi hai anh em tôi đều, với lại nhỏ thứ năm thứ tư mà nó sanh được vài ba tháng thì nó giải phóng rồi, nhỏ này nhỏ em kế thứ ba, Ok anh hai lúc đó lại là rồi hai anh nha. em đó, tôi với cô có 1 tuổi một à, tôi sanh năm 69 luôn á. Dạ em cũng nhanh 69. À, thì bữa tôi nghe cô tìm thì tôi thấy không biết làm sao mà liên lạc Biết được. mình Tôi cũng biết cái số là tôi liên lạc với cô lâu rồi. Tại vì có mình chỉ nghe có trúng hai cái tên không à, chỉ có 50 thôi. mười Không có thể hả? xác nào thì xác nhận được. Dạ À, thì coi cô coi ở trong dòng tộc gì còn người nào lớn, có người nào biết á, cô tìm thấy thông tin được không? Chứ bên này là dứt khoát là không còn ai biết rồi á. bây giờ má em cũng mất rồi, bà còn mấy người anh thì hồi đó đâu có qua lại gì với bên nhà bác Muôn, thành ra không biết, chỉ biết bác tên Muôn thôi, không biết là họ gì luôn á, không Bây biết giờ ông họ. chừng khoảng 5 phút nữa tôi điện lại được không, tôi đem về nhà gần đây nè, lại gặp ông Bắc Muôn nhìn thử ông có cái dáng gì không, được không cô? Ra được. Đi đi tắt cái đi, này đi tắt đi ông con, hai hôm chạy đi 5 ông phút nữa hai rồi hôm đi, đi được không, đem trên ngoài. À, em xin hỏi là mẹ của chị Sương còn không? mẹ nha, em mất lâu rồi, Tướng Dĩ mất À, mẹ mất lâu. Bên khoảng tôi thì hai dạ tháng thật mấy thật em xin lỗi, thật ra đó anh Dũng thì đối với chị Sương đây thì chị không không có ấn tượng về cha, bởi vì chị quá nhỏ mà làm sao mà biết được, không thể nào gặp mà anh nhận diện ra được hết trơn á. Và bây tôi giờ gặp đó ông đó chắc 4 tuổi, tôi gặp ông à, được 1 2 lúc đó tôi 4 tuổi, tôi nhớ chưa giải phóng đó, ông có thì ảnh tôi mừng. giải phóng xong là mình 69 giải phóng xong có 5 6 tuổi chứ mấy. Dạ mà tôi gặp ông lúc chưa giải phóng, lúc đó ông còn lái xe ở kho 18 á, tôi còn nhớ. Cái chuyện mà hồi xưa ông già ông đi lính á, thì không biết ông có mượn xe bạn bè ông lái hay không, gia đình là không biết, nói chung là không biết ông có lái xe hay không. Còn ở kho 18 á, với lại quận 3 với quận 4 là ông nằm cái vùng đó, ông đi tới luôn nhiều lắm. Có khi lệnh hồi xưa với nghiêm 24 cho nên 4 cái tuần ông không có về, mẹ nói ông không có về, ông ở đâu mình đâu biết, hay là có với nghiêm hay không cũng đâu biết. Cái chuyện đó là nhiều khi không biết, là chiến tranh mà nhiều khi ba nói đi cái tuần hai tuần không về với nghiêm về không được. Rồi cái chuyện đó ông ở bên bà nhỏ bà lớn sao mà mẹ biết, mẹ không biết được. Bà học Còn giờ khóa sĩ quan Đà Lạt 2 lần, lần mấy tháng gần 1 năm rồi. rồi bác gái ba má anh giờ còn minh mẫn hả má anh? Mẹ thì còn khỏe lắm, mẹ biết hết á, nhưng mà cái chuyện riêng tư của ba thì mẹ không biết, tại vì ổng đâu có về nói đâu, chuyện gì to gì nhỏ ngoài đường bao giờ về nói cho vợ nghe đâu, Nghe nói vậy nghe bạn bè ổng nói thì có chắc có luôn á, còn con rơi con rớt không biết. anh Dũng cho em nói, anh hỏi bác gái năm 73 đó, Dạ. ba anh có đụng chết người, có ra tòa xử không? Tự vì em nghe người người anh lớn của em á
là cùng mẹ với em á, kể là năm 73 Bác Muôn có lái xe đụng chết người ta, có ra tòa xử, Cháu không rồi biết cái gì, mẹ lát gọi mẹ để tôi gặp rồi rồi đi ra tòa là có mẹ em với mà vợ vợ lớn của ông Muôn đi theo ra có tòa ra nữa. tòa Em nữa nghe hả? em nghe phân banh tự đụng chết người á, Rồi rồi em rồi nghe nếu mà có là mẹ phải nhớ thôi, mẹ minh mẫn lắm. nếu nếu mà thông tin đó đúng là mình là anh em Cũng mong là như đó. vậy. Dạ bây giờ em cũng bây giờ bây giờ cho xin phép ngưng 5 phút đi, đem về chỗ có mẹ trên đó với lại có cha luôn. Dạ. dạ. Ok anh ha, rồi rồi vậy mình tạm thời Rồi mình kết tôi thúc chào rồi má cậu chờ. chồng. Chẳng có hai gì tư mà cầm đi Dạ con cầm mừng đi. Để tôi xem. lắm, nghe mừng Dạ lắm mà sao đi em thấy cũng có khả năng đó chị, bởi vì là thứ nhất là tên Muôn nó cũng không có nhiều lắm đâu, là thứ nhất dạ này, thứ rồi có người anh dạ tên Dũng với dạ chồng dạ hết hai tên Mươi. theo mà theo tôi biết ở ngoài đời tên Muôn hiếm lắm, hiếm dạ lắm. dạ ví dụ mà như có người anh tên tên Dũng là chính xác nữa thì Dũng là tôi nè, tôi là con trai lớn của ba nè, dạ như lẽ có cũng vui ha, mẹ còn hồi khỏe hồi biết hộp hồi dạ ờ, mới vừa xem tướng vĩ phát xong là tôi gọi tướng vĩ liền luôn, có nhắn dạ tin kết bạn nữa mà tướng vĩ không có trả lời. dạ em xin lỗi vì Dạ nhiều quá, tôi nhiều biết việc mà, quá đó. tôi biết tướng vĩ đông khách nhiều việc lắm làm sao mà tiếp hết được. Dạ em đi ở ngoài miền Trung á, cho nên là em di chuyển suốt nên em không có kiểm soát được. Hôm nay về nhà thì em mới kiểm soát này anh nè. Em hôm nay về nhà thì em mới kết nối được. Chứ mấy ngày vừa qua là đi ở ngoài Nha Trang á. Tướng Hình vị bận lắm cậu. dạ bận. Nhưng mà việc đâu còn có đó, thì trước sau gì thì cũng cũng kết nối được thôi à. Anh Dũng xài mạng di động hay là xài wifi vậy? Chắc là xài mạng di động. Rồi gần tới rồi. À, về thì nếu bên đó có wifi thì anh vô wifi nha anh Dũng. Nếu có wifi á anh Dũng vô wifi nha anh Dũng. Dạ, mất sóng. Cũng hy vọng là trúng hết chị ha, tiếc một cái là mà không biết tên của vợ ông Muôn ha, tên tên vợ lớn ha. Dạ không biết vợ lớn không tin gì phải mình biết là đỡ lắm. Dạ. À chị hình như mới bên chị mới đi làm giờ chị thấy tin nhắn chị mừng dữ dằn luôn á, mừng dữ lắm luôn. Dạ. Thôi mọi việc cứ cứ bình tĩnh rồi việc gì đến nó sẽ đến thôi à. Dạ. Mà em thấy cũng khả thi đó chị, vì thật sự là tên Muôn không có nhiều đâu. Tên Muôn không có nhiều và đặc biệt nữa là có người con trai tên Dũng và thì em nghĩ là đúng. Dạ. Anh Dũng ơi bên đây mình có vô wifi được không? Dạ có Dạ. wifi rồi nè. Dạ anh Dũng ơi, mình ngồi đưa mặt ra sáng á, ngồi như vậy nó bị tối. Ừ. Đưa mặt ra sáng anh Dũng Mở đèn. có nghĩa là đặt cái máy ngược lại đó, đặt đặt cái máy ngược lại á. Mở cái đèn ngoài đó. À, anh Dũng hiểu không? Đặt cái máy ngược lại đó, đặt đặt cái máy ở ngoài mà ngồi ở trong á anh Dũng hiểu không? Để cho nó không có bị ngược sáng anh Dũng. Dạ anh ngồi với cái hướng đối diện á, đúng rồi, đúng rồi. Được không? Ừ, đúng rồi. Mà rồi Dạ đấy cho mẹ bạn là mẹ nói là dạ không có không có hoạt động đó cho mẹ lại gần đi anh, để nó không tiếng nó rõ đó. Ừ. Ngồi xích lại gần cho tiếng nó rõ đó. Ừ. có Dạ dạ con chào đây bác. Dạ chào bác bác cho con hỏi cái gì con bác cho con hỏi bác cha ngày xưa có lái xe không, bác có làm tài xế không, không không hồi đó ông đi cảnh sát đi ừ. cảnh sát dạ dạ Hồi đó ông đi ở quận 3 Nó kể rõ chứ dạ, chắc không, không đúng rồi phải không? con cũng hy vọng là cho đúng đi, tại vì năm năm từ năm 68 cho tới năm 73 là ông làm tài xế ở kho 18, dạ làm lái xe ở kho 18 rồi mẹ con mới làm trong kho 18, hai người mới quen nhau, nhưng mà ông có vợ lớn, ông có con trai tên Dũng, con thì chỉ biết con thì bác cũng có con trai tên Dũng đó, nhưng mà chắc
trùng tên nên sao quá không hiểu phải không? Chữ âm này là tôi muốn thiệt. Đâu để tìm hiểu lại coi chứ không có, đó giờ ông này không có đụng ai chết sống gì hết trơn á. Con nghe mấy người anh lớn của con á với chị cùng mẹ với con kể là năm 73 ông Muôn có đụng người ta chết rồi có ra tòa xử, rồi mẹ con đi ra tòa, rồi vợ lớn ông Muôn cũng có đi ra tòa đó, con nghe ví dụ đó chắc không có rồi, không có rồi. Dạ rồi, ok anh Dũng ơi, em muốn nói chuyện với anh một chút. Dạ, em muốn nói chuyện với anh một chút như thế này nè. Thật ra đó thì đối với cá nhân em thì em thấy cũng có cái điểm trùng khớp là giữa tên của hai người là tên cha và tên người con là Dũng đó. Thì bây giờ theo quan điểm cá nhân của em thì thế này nè, cái chuyện nó cũng đã xảy ra lâu rồi là thứ nhất, thứ hai nữa là cũng đôi bên không có danh chính ngôn thuận đến với nhau, và có thể đôi khi là bên này nhớ thế này bên kia nhớ thế kia thì có thể là nó xảy ra là có. Vì vậy cho nên á, khoa học bây giờ thì nó cũng cũng rất là tân tiến, chỉ cần mình xét nghiệm ADN là trúng mà trật là trật. Vì vậy cho nên á, là em nghĩ nếu ví dụ như đôi bên mà đủ tha thiết á, thì xin cái mẫu của bác Muôn đó, thì bác xin cái mẫu của ba và đôi bên nên xét nghiệm với nhau. Thì đó là cái lời khuyên của em thôi, còn cái quyết định là do từ bên bên gia đình mình, do bên chị và bên anh đây quyết định. Bây giờ tôi chỉ nói vậy theo cô Xuân tính sao? Thì cũng mình theo ý trời đi, nếu được thì là bây giờ vậy thì tôi cho số điện thoại cho địa chỉ rồi cô Xuân tôi xuống nhà ha. Cha bây giờ là dứt khoát cha không ra khỏi nhà, dỗ ông dỗ bà cũng không đi luôn. Dạ em xin lỗi ha, rồi em xin lỗi. Bây giờ thế này, thăm được nhau thì cũng rất là tốt, nhưng mà cái việc mà lấy mẫu thì nó đơn giản lắm, tóc và móng tay. Thì bây giờ chỉ cần nhổ 10 sợi tóc và cắt 5 đầu móng tay thì gửi đi bưu điện, thì bên trung tâm người ta nhận được thì chỉ mấy ngày sau là có kết quả liền. Chứ không không cần phải trực tiếp. Tuy nhiên thì nếu khi mà xét nghiệm ra đúng thì là quá là hạnh phúc. Thì cái chuyện đó xa gần gì mình cũng tới. Tính vậy cho chị hỏi cái chi phí đó cao không? Chi phí mà hết xét khoảng nghiệm 5, 5, khoảng 5 triệu đồng đó chị. Khoảng bao lâu thì có kết quả là tính gì? Khoảng nếu chừng làm bao lâu? Khoảng chừng 3 ngày à. À dạ 3 ngày. Dạ. Thì hiện giờ Dũng cho em hỏi hiện giờ anh Dũng nhà ở đâu? Bây giờ là ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Kế bên thôi. Em ở Tây Ninh lận. Tôi biết rồi, tôi có lên Google Maps, tôi dò đường đi đây chẳng có khoảng 200 trở lại à. Ở Cần Giuộc. Vậy mà bữa anh đi qua tới chùa là Linh Vũ Tự anh tìm luôn á hả? Tôi với thằng em dễ hai anh em đi 7 giờ sáng, tại vì đi kiểu như đi hên xui cầu may thôi. Ở đó tôi biết ai đâu mà hỏi, tôi biết tên đâu hỏi, lấy cái hình của cô đó, cái hình mà cô đang trò chuyện như tướng vậy đó, đưa cho cô bác chồng sớm không ai biết đó. Rồi hai anh em uống cà phê đi về thôi. Tại vì lúc em xa cái xóm đó em còn nhỏ lắm, năm 75, 76 lúc đó mới có mấy tuổi, tới giờ không ai nhìn ra đâu. Từ đầu đường mà vô tới chùa Linh Sư Tự, Linh Bố Tự nó xa lắm, mặt hẻm chút 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 gì không à, vô đứng trước cổng chùa luôn. Hỏi dài từ ngoài đường vô tới chùa luôn. Phải chi hỏi tên má em hay là hỏi anh chị không biết lớn? Hỏi bác về người ta không biết, không biết. Dạ anh, thật sự là khi nghe qua cái câu chuyện á, em cảm kích trước cái tình cảm của anh vô cùng luôn á. Cảm ơn anh. Nếu phải thì anh được thì mình, còn không thì nếu anh ấy thì anh em mình anh em kết nghĩa nhau cũng được, có sao đâu. Không cần phải được. Nếu mình thương nhau anh em mình kết bạn với nhau làm anh em cũng được như thường. Anh liên hệ không được mà anh chạy anh đi tìm, rồi anh còn dò đường từ anh lên Tây Ninh bao nhiêu cây số này kia, đúng thiệt rồi, là em cảm cảm. Là nếu mà tôi biết cái nhà của cô ngay từ chỗ nào là tôi đi hôm nay rồi á. Tại tôi không biết địa chỉ cô, chỉ nói ở Tây Ninh thôi chứ tôi đâu biết chỗ nào đâu đi. Cảm động ghê. Nhà em ở công nghiệp Linh Trung 3. Thì đâu có biết địa chỉ chính xác đâu, chỉ nói ở Tây Ninh thì nghe vậy thôi. Còn đi lên trên quận 4 á là nhờ cái hình của cô. Tôi cầm cái hình tôi hỏi cô bác em số có biết cái chị này không? Má chị tên Huệ, không ai biết gì hết. Giờ anh em uống cà phê đi về. Tội nghiệp. Đâu có gì đâu. Tôi thì tôi không có ở đây. Tôi ở Bà Rịa lận.
Rồi Vậy hả? tôi làm thợ hồ, tôi ở ngoài đó đó, rồi hôm nay không có việc tôi về với cha mẹ ở nhà. Dạ. Cái Rồi này anh cha mẹ Dũng có với lại với được đứa mấy em. cháu à? Anh Dũng có gia Dạ. đình được mấy cháu? Tôi có hai đứa con mà bây giờ cũng lỡ dở gãy gánh rồi. Dạ. Dạ, em xin lỗi hai anh chị nha. Bây giờ thế này Dạ. nè, là theo quan điểm của em đó, thì như em cũng vừa trao đổi đó là điều thứ nhất nè. Điều thứ hai nữa đó, thì cho phép em được cập nhật cái video này. Ví dụ như rủi mà không trúng bên anh Dũng đây, thì cái câu chuyện của chị Sương cũng được cập nhật thêm một lần nữa. Chúng ta kiếm ở trong cộng đồng coi thử có ai tên là bác Muôn nữa không, và có một Rồi. người con trai tên là Dũng nữa không. Và trước đây đó thì là bác lái xe ở kho 18, giống như cái sự miêu tả của chị Sương đó. Thì bây giờ đó là do em cũng đang hẹn một số khách nữa, cho nên là bây giờ anh chị vẫn nói chuyện với nhau trên nhóm này, còn em xin phép em thoát ra để em tiếp một số vị khách mà em đã Chị hẹn đó. khác. Ừ, Rồi, cảm ơn tôi chỉ dạ điều. dạ Cảm ơn. dạ dạ rồi anh chị cứ nói Rồi, chuyện với chào nhau nha. Ừ, anh chị cứ nói chị. chuyện với nhau. À, bye bye. dạ Bây dạ giờ cô cho tôi cái số điện thoại của cô đi.